Mặc dù hôm nay mới chính thức là ngày Halloween thế nhưng từ nhiều ngày trước đó, ở khắp nơi trên nhân loại người người nhà nhà đã thi nhau biểu thị trình độ cosplay rất dị của mình. Cũng không nằm ngoài cơn sốt này, hội học trò đã hóa thân vào những hero mà họ hàng mến mộ mà bình thường không làm được. Và tất nhiên với sức sáng sủa tạo vô bờ bến của mình, hội học trò đã khiến dân mạng phải hú vía trước những màn hóa trang rực rỡ đến mức khác lạ như dưới đây. Hóa trang hết mình, dọa bạn hết hồn. Cụ thể, sau khi chiếm được thông tin từ cô giáo mầm non là lớp học sẽ có lễ hội hóa trang vào ngày Halloween, một cô nhỏ nhắn đã mạnh dạn đầu tư trang phục, hóa trang cosplay vào hero người mất đầu. Cô nhỏ nhắn này mặc bộ trang phục để hóa trang, phần cổ áo chính là phần đầu em thò ra bên ngoài, còn phần trên là một phần của cái áo. Nhìn vào bức ảnh có thể thấy trừ cô nhỏ nhắn ra hầu hết các đồng đội đồng trang lứa đều hóa thân vào các hero dễ yêu thương và thánh thiện lành, riêng cô nhỏ nhắn chơi trội khiến ai cũng hú hồn. Bài đăng sau khi được đăng tải lập tức đã được dân mạng thi nhau chia sẻ nhiệt tình. Bên cạnh một số ý kiến cho rằng màn hóa trang này quá chịu chơi thì một bộ phận cho rằng như thế này sẽ gây ám ảnh cho đồng đội cùng trang lứa, nhất là ở độ tuổi mầm non này. Trường mầm non của em mình năm ngoái cũng tổ chức Halloween mấy bạn nhỏ tuổi hóa trang quả bí, Iron Man. Dễ yêu thương lắm. Có mấy cô với mấy bạn vẽ thêm mặt mèo nữa thôi, mà có một số bạn nhỏ tuổi quá quảng hồn khóc toán lên luôn tưởng không sao ai ngờ lại bị trầm cảm luôn cả mấy tháng. Các cô khổ sở với bạn và phụ huynh luôn, nên không phải ai cũng chịu được mấy cái đáng quảng hồn như vậy đâu. Nghĩ thấy tội các nhỏ nhắn, bạn Thanh Tâm bình luận. Trang phục này như kiểu 18, mình người lớn nhìn qua còn quảng hồn nữa là đám trẻ con, bạn Hà Phương chia sẻ. Mình còn lướt qua không dám nhìn, lướt lại cái tên ba giây mới kiên nhẫn đọc cao rồi ngồi ngẫm nghĩ bức ảnh, hú hồn thật ấy. Bạn Nhật Uyên cho biết, ủi nghĩ sao mà cho con quá trang kiểu này. Cái gì cũng vừa vừa thôi chứ tụi nhỏ tuổi ám ảnh quảng hồn rồi tối về ngủ cô im giấc luôn đấy. Bạn Dân Nguyễn cho hay. Màn hóa trang Halloween giật mình của nữ sinh. Ảnh trường người ta. Trước đó cũng nhân dịp Halloween này, có một nhỏ nhắn gái khác đã mang hẳn quan tài đến lớp khiến nhiều người giật mình thon thót. Dường như tất cả các học sinh khác đều diện những bộ trang phục khá bình thường, thì cô nhỏ nhắn đã đầu tư hẳn quan tài cho màn hóa thân của mình. Chưa hết, phụ huynh của nữ sinh này cũng rất có tâm khi cũng hóa trang như một thây ma để đẩy xe quan tài giúp cô nhỏ nhắn. Vì đồ nghề khá lòng còng cho nên hai người đã được dành hẳn một khu vực, tách biệt với những học sinh và phụ huynh còn lại.